Em thân mến, đây là chiếc đồng hồ lắc tay, tức là đồng hồ dạng lắc tay, được sản xuất bởi Citizen Nhật Bản những năm 1970. Nó có tên là Noble và chạy máy cơ có tay 21 chân kính. Toàn thân đồng hồ đều còn khá đẹp, mặc dù chúng ta chưa vệ sinh gì sâu cả, chỉ có gọi là vệ sinh bề ngoài thôi. Ở bên trong là chúng ta chưa vệ sinh. Nếu vệ sinh thì sẽ rất chi là đẹp chiếc đồng hồ này. Viền có dạng là hơi oval đấy, dây dạng xích. Đồng hồ này được mạ bởi bạch kim, trong trường hợp này chính là Paladin, bọc bởi bạch kim thì đúng hơn. Ở đây đấy, chiếc đồng hồ nhỏ xinh đẹp đẽ đấy.